thức dậy hôm nay em thấy trời xanh. Chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm 1997. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa tu an cư mùa đông. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về cái phương pháp đi. Đi thiền đi. Thiền đi nó cũng quan trọng như là thiền hạ, thiền ngồi. Và có khi quan trọng hơn. Và đối với nhiều người thì thiền đi dễ thực tập hơn là thiền ngồi. Có người thì thích thiền ngồi hơn. Rồi có những người khác thì thấy thiền đi dễ hơn. Và trong khi đi thì máu huyết nó lưu thông, không có bị tê chân, không có bị đau chân. Và trong khi đi thì mình cũng có thể thừa hưởng được cái không khí trong lành ở ngoài trời. Và mình tiếp xúc được cái sự tươi mát của thiên nhiên. Cho nên thiền đi rất dễ có hạnh phúc, rất dễ an lạc, rất dễ thành công. Tại làng Mai chúng ta có thiền nghe, thiền nói, thiền lạy, thiền thở, thiền đi, thiền ăn, thiền trà vân vân. Thì thiền đi là một trong những cái đặc sản của làng Mai, sản phẩm đặc biệt của làng Mai. Và tất cả các bạn của chúng ta khi về làng Mai thì được mời thực tập thiền đi. Không phải là mỗi ngày một lần, mà bất cứ khi nào hễ có nhu yếu muốn đi từ chỗ này tới chỗ kia thì cũng nên áp dụng, cũng phải áp dụng thiền đi. Không có bước chân nào của mình nó lọt ra ngoài cái sự thực tập thiền đi. Thì như vậy nội trong vài tuần lễ trong người của mình đã có sự đổi khác. Nói một cách khác hơn là mình phải có quyết tâm. Nếu mình thực tập gọi là sơ sơ thì khó thành công lắm. Ví dụ như một ngày mình đi 1000 bước mà mình chỉ thực tập vào khoảng 100 hoặc là 200 bước thiền đi thôi, còn 800 bước kia mình bước không có chánh niệm, không có phối hợp với hơi thở, thì cái hiệu quả của 200 bước này nó không có lớn. Mình phát nguyện rằng mỗi bước chân của mình trong cái thời gian mình ở đây, hoặc là 7 ngày, hoặc là 14 ngày, hoặc là 21 ngày, thì bước chân nào của mình cũng được đặt trong chánh niệm cả, thì mới thành công được. Và khi mình đặt chân lên cái bước đi thiền hành là mình đã có một chủ đích rồi, tức là mình không có để cho cái ý mình nó kéo mình đi muôn lối, ý về muôn vàng lối, nhưng mà thiền lộ tâm an nhiên, tức là mình nắm lại cái tâm. Có nhưng nắm lại không có dễ, ban đầu nắm lấy thì nó hơi vùng vẫy, giống như con khỉ
con người cũng vậy, một con khí cũng vậy. Hai cái con đó là thường được sử dụng để nói về cái tâm của mình. Trong kinh, Bụt thường hay dùng hai cái con thú đó để ví dụ cho cái tâm của mình, gọi là tâm viên ý mã. Tâm viên tức là tâm con khí con vườn, và ý mã là ý con ngựa. Nhưng mà con khí và con ngựa đều có thể điều phục được hết. Nếu chúng ta tu lâu ngày mà thấy chưa thành, chưa chuyển hóa, là tại chúng ta khơi khơi mà thôi, chúng ta không có quyết tâm. Dù thầy có nhắc cũng vậy, dù thấy bạn đi thiền hành cũng vậy, mình không có cố tâm, không có quyết tâm, không có cố chí thì không có làm được cái gì cả. Ý về muôn vàng nẻo, thiền lò tâm an nhiên, từng bước gió mát dày, từng bước nở hoa sen. Đó là cái bài kệ mình dựng lên ở đầu đường thiền hành để cho mình nhớ đi như thế nào để mỗi bước nó làm cho gió mát nó dậy lên trong tâm mình, bò bò thanh phong khởi, từng bước gió mát dậy. Mình có thể đi được như vậy, mình đi một bước thì mình thấy mát mẻ trong lòng, mà đi một bước khác mình thấy mát mẻ trong lòng nữa, và bước chân như là bước chân ở trên thềm lò, bồ bồ liên hoa khai. Bồ bồ liên hoa khai tức là mỗi bước mình làm cho một bông sen nở dưới chân mình. Mà đi như vậy mới đẹp, đi như vậy mới hạnh phúc an lạc, đi như vậy mới tạo được niềm tin của người xung quanh, nhất là thầy tu. Thầy tu mà không có đi thiền mà chỉ đi ma như ma đuổi thì đó là niềm thất vọng lớn cho thế gian, đó là một niềm thất vọng lớn cho thế gian. Nói thầy tu mà còn không đi được thì làm sao mình đi được. Cho nên các sư chú, các sư cô, các thầy nên biết cái vai trò của mình. Mình phải có khả năng đi. Trong khi đi, mình tạo an lạc cho mình, hạnh phúc cho mình. Mình nắm được cái tâm mình chuyển hóa mình. Và đồng thời, mình cũng tạo ra niềm tin cho những người xung quanh, cho những người tới với mình. Cố nhiên là trong khi đi, trong khi thực tập thiền đi, chúng ta phải rũ bỏ tất cả những cái dự tính, những cái suy tư của chúng ta. Chúng ta chỉ đi mà thôi. Và trong khi đi ấy, thì cái thân, cái khẩu, cái ý của ta nó hợp lại là một. Khi mà thân, ý nó hợp nhất thì lúc đó mình mới có thể đầu tư hết tất cả 100% thân và tâm của mình vào bước chân. Đầu tư hết 100% cái thân và cái tâm mình vào bước chân thì bước chân đó mới làm nên cơm cháo gì, tức là nó mới làm cho gió mát dậy, nó làm cho hoa sen nở được. Chứ đâu có phải đi khơi khơi mà có thể có gió mát trỗi dậy. Đi khơi khơi mà làm sao hoa sen nở. Cho nên phải có mặt hoàn toàn thân và tâm một khối, không có suy nghĩ về quá khứ, không có lo lắng về tương lai, và bước một bước chân đi là tất cả cái bước chân nó tạo ra phép lạ. Cũng như khi mình cắm một cây nhang lên trong bát nhang thì cái tay mình, cái tay phải này cầm cái cây nhang, rồi tay trái đặt lên tay phải, nó chứng tỏ rằng anh tay phải ơi, tôi cũng đang cùng với anh làm cái chuyện này. Rồi toàn thân, tất cả những tế bào đều đi về cái tay phải, và cái tâm ý của mình dồn hết tay vào tay phải, và cái mấy ngón tay cắm nhang này nó có tất cả thân tâm đứng sau lưng nó,
để cầm cái nhang và cắm, thì lúc đó là thiền cắm nhang. Mà như vậy thì động tới mười phương các vị Bụt, các vị Bồ Tát. Cúng hương như vậy thì mới là cúng hương. Tại vì mình cúng bằng hương giới, hương định và hương tuệ. Tuy nó là hương trầm thôi, nhưng mà mình làm cho nó thành là hương giới, hương định và hương tuệ. Tại lúc đó trong con người mình có giới, có định và có tuệ. Lúc đó là mình đang tiếp xúc với Bụt và Bồ Tát. Chứ còn nếu cái tay phải mình cắm mà trời ơi, hồi nãy để cái chổi ở đâu rồi, lát nữa lấy đâu mà quét thành đường, thì cái hành động cắm nhang đó nó có nghĩa lý gì đâu. Nó không có nghĩa gì hết. Nó không phải là sự tu tập. Tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh, cắm nhang, thỉnh chuông, tất cả những điều đó đều không phải là tu tập. Tu tập là khi nào mình đầu tư được hết 100% mình, 100% tâm ý và cơ thể vào cái giây phút hiện tại, thì cái hành động đó mới là hành động tu tập mà thôi. Phải luyện như vậy 24 giờ trong một ngày. Có một vị thiền sư nói là quý vị bị 24 giờ một ngày sai sự, quý vị làm nô lệ, quý vị bị 24 giờ đồng hồ một ngày sai sự. Còn tôi thì tôi sai sự 24 giờ đồng hồ một ngày. Nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Tôi làm chủ, tôi không có để làm nô lệ cho nó. Mà làm thế nào để làm chủ? Làm chủ nghĩa là đưa thân và tâm về một mối. Rồi trong cái trạng thái thân tâm nhất như đó, tất cả những cái gì mình làm, mình nói, mình suy tư đều là Phật pháp hết. Tại vì nó là giới, định và tuệ. Vậy thì khi mình bước đi một bước, mình đầu tư hết tất cả thân và tâm vào cái bước đó, và tự nhiên mình có mặt một cách đích thực trong cái giây phút đó. Mình không có phiêu lưu trong sinh tử, không có phiêu lưu trong quá khứ, trong tương lai. Mình không có bị những cái dự án, những cái lo âu, những cái phiền muộn nó áp đảo, và mình đi được như là một con người tự do. Thiền, đi thiền nghĩa là đi như một con người tự do. Tự do này là tự do đối với cái tâm ý của mình. Tâm ý mình nó không có kéo mình đi về muôn vạn nẻo. Tâm ý của mình nó phải đi theo mình. Và một bước chân như vậy là đáng giá một bước chân. Một bước chân như vậy có thể làm trỗi dậy gió mát. Một bước chân như vậy có thể làm nở một bông sen. Từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Và muốn duy trì cái định trong thiền đi thì mình có thể thực tập chánh niệm về hơi thở. Thở vào một hơi thì mình có thể bước đi 2 bước hay là 3 bước và mình nói thở vào, thở vào, thở vào. Rồi khi mình thở ra thì mình đi 3 bước nữa, mình nói thở ra, ra, ra. Đó là khi mình để ý tới hơi thở vào và hơi thở ra. Nhưng mà đồng thời mình cũng để ý tới cái bước chân. Là tại sao? Tại vì cái số 2 hay số 3 đó là số của những bước chân. Và mình có thể chuyên trở một lần cái bước chân và cái hơi thở. Vì vậy cho nên mỗi khi đi thiền hành đó, là mình để cái tâm của mình ở nơi gan bằng chân. Và tiếp xúc tới đâu thì mình biết tới đó. Một bước, 2 bước, 3 bước hoàn toàn là mình chuyên chú tới cái sự tiếp xúc giữa cái bàn chân của mình và cái mặt đất. Và mình biết rằng đây là bước thứ nhất, đây là bước thứ hai, đây là bước thứ ba, đó là hơi thở vào. Rồi đây là bước thứ nhất, đây là bước thứ hai, đây là bước thứ ba, đó là hơi thở ra. Vào, vào, vào,
ra. Và khi mà mình bị mình đánh mất chánh niệm, mình đánh mất cái bước chân, mình có thể bị một cái tư tưởng nó kéo mình đi chỗ khác, mình bị bắt cóc. Trong khi đi thiền hành mình bị bắt cóc, mình bị ma thất niệm nó bắt cóc, nó kéo mình về Paris, kéo mình về Hà Nội. Thì lúc đó nhờ có cái hơi thở mà mình trở lại được, hay là mình nhờ có một người sư anh, người sư em đi trước hay đi sau mình đang đi vững chãi và thảnh thơi như vậy, cho nên mình tháo gỡ được, từ tháo gỡ được ra khỏi con ma đó mà trở về làng Mai để có mặt thực sự và đi thiền hành với đại chúng. Những người mới tập thường thường bị ma bắt, ma thất niệm nó bắt như vậy, và luôn luôn phải tìm cách tháo gỡ để trở về. Và cứ như vậy thì một hồi mình có thể khôi phục lại được cái chủ quyền của mình. Không tập thì làm sao làm được, không quyết tâm thì làm sao làm được. Và mình nói rằng mình chỉ được ở đây có 7 ngày, mình học sơ sơ lý thuyết để về nhà mình làm, mình tự làm một mình. Chuyện đó nó không có thực tế. Ít có người mà về nhà được tự mình một mình làm được lắm. Có nhưng mà rất ít. Trong cái tăng thân như vậy mà làm còn trầm trì trầm trật, huống hồ là mình làm một mình. Chúng ta tập đi thiền, bất cứ lúc nào chúng ta có một cái cơ hội để đi thiền. Mười lăm phút đã có thể thực tập được rồi, chứ không cần phải có tới một giờ mới thực tập. Đó là thực tập đi thiền riêng. Còn mình từ phòng mình mà đi sang bên phòng tắm thì thay vì chỉ đi thôi thì mình đi thiền, từng bước chân thảnh thơi, nhất định không để cho một bước chân nào lọt ra khỏi cái sự thực tập. Thì như vậy mới có thể thành công được. Tưởng tượng ra một con ngựa cần phải được điều phục, mà mình chỉ điều phục nó một giờ mỗi ngày thôi, còn mấy chục giờ kia thì để cho nó muốn đi đâu thì đi, thế làm sao mà điều phục con ngựa đó được? Phải điều phục cả ngày cả đêm mới thành công được. Và chúng ta có biết bao nhiêu phương pháp để thực tập thiền đi, bao nhiêu bài thi kệ, và chúng ta phải thực tập và theo những cái phương pháp mà người ta đã đi qua và người ta đề nghị cho mình. Rồi thì từ đó mình mới khám phá ra những cái phương pháp của riêng mình. Mình gia giảm, mình áp dụng cái phương pháp mà mình thấy là thích hợp với cơ thể và với tâm hồn của mình nhiều nhất. Thiền đi nó bổ túc cho thiền ngồi rất nhiều. Những cái lúc mà mình bất an, mình giận hờn, mình thất vọng, mình bị tổn thương cái lòng tự ái của mình, là những lúc mình có thể dùng thiền hành để mà giải tỏa cái năng lượng gọi là tiêu cực đó. Ban đầu thì mình thấy mình đi không có an lạc gì cả, tại vì cái tâm trạng kia nó cứ bám theo mình, nó không có chịu buông mình. Vì vậy cho nên mình bước những bước chân nó không có thảnh thơi, không có an lạc, không có từng bước gió mát dậy, không có từng bước nở hoa sen được. Nó bám riết lên mình như là một cái cần cua bóp lại, mình rất đau. Mình nói thiền hành không có thành công. Nhưng mà cái phương pháp của mình á, không phải là phương pháp gạt bỏ hay là đánh phá cái tâm niệm đó. Nó không phải là một cái gánh nặng mà mình có thể liệng ra ngoài để cho mình thảnh thơi. Nó không phải là như vậy, là tại vì nó là mình,
cái tâm hành đó, cái tâm hành đau khổ đó, giận hờn đó, thất vọng đó. Nó là mình. Vì vậy cho nên mình phải theo cái phương pháp gọi là ôm lấy nó. Ôm lấy nó bằng tất cả thương yêu, ôm lấy nó bằng tất cả chánh niệm. Thì có phương pháp đó thôi, là mình, tức là mình phải ôm cái niềm đau của mình để mà đi. Đừng có hy vọng bạn để nó ở nhà, mình đi một mình. It's not nice. Ôm lên nó. Ví dụ, chúng ta là một bà mẹ, chúng ta có một đứa con, nó đang khóc, nó đang đau. Và đứa con đó là gì? Đứa con đó là ta. Thành ra ta phải ôm lấy nó. Ta phải ôm lấy nó bằng tất cả cái sự trìu mến, bằng tất cả cái sự quan tâm, bằng tất cả cái sự ưu ái của chúng ta. Tại ta biết nó là con ta, my own baby. Và ôm lấy nó với tất cả cái sự dịu dàng, ưu ái đó. Chúng ta cũng vậy, trong khi đi thiền hành, trong khi đi thiền chúng ta phải ôm cái niềm đau nó khổ chúng ta một cách rất là ưu ái. Và cái năng lượng của sự ưu ái đó là chánh niệm. Tôi biết rằng có cái sự đau khổ trong tôi, tôi ôm lấy nó để tôi đi. Thì bà mẹ ôm lấy đứa con đó một cách tha thiết, một cách ưu ái như vậy, thì cái năng lượng của cái sự ưu ái đó, cái sự săn sóc đó, nó từ từ nó thấm vào ở trong em bé. Và em bé thấy nó dịu lên, dịu ra, nó đỡ khổ rất nhiều. Và có thể là 15 phút sau thì em bé nằm yên. Và cái tâm hành của mình cũng vậy. Tâm hành mình là một cái em bé. Tâm hành đau, đau của mình là một cái em bé. Và mình phải ôm lấy nó. Nhưng mà đâu là hai cánh tay để ôm lấy em bé đó? Là hai cánh tay của hơi thở chánh niệm. Tại vì chúng ta đã học và đã biết rằng trong chánh niệm, trong năng lượng chánh niệm, nó có năng lượng của sự hiểu biết và sự thương yêu. Ôm lấy rất là tội nghiệp. Tội nghiệp ai? Tội nghiệp mình. Tại vì em bé đó chính là mình. Và nếu quả thực mình có niệm và có định, thì mình đi được chừng 15 phút mình đã thấy có sự thay đổi. Có thể 1-2 phút đầu thấy đi rất khó, nhưng mà nếu quyết tâm và biết cách thì 15 phút sau đã thấy khác biệt. Và sau khi thực hành 45 phút thì mình có thể trở về cái trạng thái bình thường được. Mình sống nổi, mình thấy mình sống nổi. Tuy là chưa hoàn toàn có hạnh phúc nhưng mà mình thấy mình sống sót được. Có khi mình may mắn mình có một người bạn, người bạn thấy được cái đau khổ của mình, người bạn thấy được cái nguồn cơn của mình, và người bạn đó nói: anh đi thiền á, tôi đi với anh. Người bạn đó đi một bên bên này, đi một bên mình, và hai người không có nói gì hết với nhau, tại đi thiền hành đâu có nói được. Nếu mà nói chuyện thì gọi là đi nói chuyện chứ đâu phải là đi thiền. Và vì người kia dùng hết cái năng lượng của mình, chánh niệm, đi từng bước thảnh thơi, an trú, thì mình đi bên cạnh người đó, mình có một cái sự nâng đỡ, một cái support. Mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ đi cho thật đàng hoàng bên cạnh người kia. Người kia biết rằng mình có mặt ở đây, và cái năng lượng chánh niệm của mình phụ vào cái năng lượng chánh niệm của cái người kia. Và người kia vững hơn trong sự đi thiền hành. Người kia đi một mình thì cũng có thể được, nhưng mà có khi người đó hơi yếu, thành ra để cho cái niềm đau nó trào ra và nó lấn ép cái chánh niệm. Nhưng mà có mình đi một bên đó, thì chánh niệm nó vững vàng hơn, nó làm cho người đó có cảm tưởng là đang được nâng đỡ, mà kỳ thực đang được nâng đỡ. Cái đó gọi là hồ niệm. Hồ niệm tức là được nâng đỡ bằng cái chánh niệm của những người khác. Và khi mà thực tập thiền đi như vậy thì bắt đầu thấy rõ hơn, thấy rằng
cái niềm đau nỗi khổ của mình là do mình mà ra, do cái hạt giống đau khổ, giận hờn, tự ái, tuyệt vọng của mình mà nó có. Mà lâu nay, mấy ngày nay, mình cứ đổ tội cho cái người kia, là chính cái người kia làm cho mình đau khổ. Thường thường khi mình đau khổ là mình đổ tội cho một người khác. Và vì vậy cho nên cái đau khổ của mình không có bao giờ, không có bao giờ ngưng lại được hết. Là tại vì cái khuynh hướng trong mình đổ tội cho cái người kia, đó là nguồn đau khổ của tôi. Và mình cứ nghĩ rằng nếu người kia thay đổi, người kia dễ thương hơn, người kia làm cái này, người kia làm cái kia, người kia đừng làm cái này, người kia đừng làm cái kia, thì tất cả nó sẽ được tốt đẹp và mình sẽ hết đau khổ. Mình cứ nghĩ như vậy. Và mình cứ nghĩ rằng tất cả đều tùy thuộc vào cái người kia hết. Còn mình không là cái gì cả, mình không có một quyền hạn tối thiểu nào đối với cái niềm đau khổ của mình. Mà thiền hành là nó cho mình một cơ hội để thấy khác. Tại vì chánh niệm là ánh sáng. Chánh niệm là ánh sáng. Chánh niệm cho mình thấy được cái bản chất của cái niềm đau, nỗi khổ của mình. Và trong khi đi và ngồi thì hơi thở rất là quan trọng. Hơi thở nó giữ cái chánh niệm lại, đừng để cho mình bị ma bắt. Ma là ma thất niệm, ma tán loạn, ma nó bủa vây xung quanh, lúc nào cũng có hết. Ma thất niệm, ý về muôn vàng nẻo, con khỉ, con ngựa. Thiền lộ tâm an nhiên, thiền lộ là một hướng thôi, nó chấm dứt tất cả các cái hướng khác. Muôn vàng nẻo kia chấm dứt, chỉ còn một hướng thôi là hướng chánh niệm. Trong ta có một cái niềm mê tín là khi mà đau khổ thì ta cứ tin rằng nếu ta thổ lộ được cho một người thì nó sẽ nhẹ, là nhẹ cái đau khổ đi. Và vì vậy cho nên ta hay đi tìm người để tâm sự. Không có người tâm sự thì thấy quá khổ. Vì vậy cho nên ta đi tìm người tâm sự. Và người tâm sự đó, người mà ta muốn tâm sự đó đôi khi cũng có những niềm đau nỗi khổ mà chưa chuyển hóa được. Bây giờ ta trút thêm cho người đó một mớ niềm đau nỗi khổ của ta nữa thì tội nghiệp cho người đó quá. Người đó tới đây đâu phải là để làm cái thùng rác để ta bỏ cái rác của ta vào. Và cái sự thực nó cho chúng ta biết rằng càng nói về cái nỗi đau, niềm đau nỗi khổ của mình thì mình càng tới cái niềm đau nỗi khổ đó mình càng khổ thêm. Cũng như khi ta tụng kinh, càng tụng cái bài đó thì càng thấm. Thì bây giờ càng động tới cái niềm đau nỗi khổ, càng nói về nó thì nó lại càng đau thêm, thú đau thương. Cho nên chúng ta đừng có tin như vậy nữa. Đừng có tin rằng nói về cái đó, tâm sự về cái đó thì sẽ bớt khổ. Không, chúng ta đang thực tập tưới tẩm và nuôi lớn cái khổ của chúng ta mà chúng ta không biết. Than thở, than thở nó có nhiều cái hại. Cái hại thứ nhất là mình tưới tẩm cái sự đau khổ của mình. Mình niệm cái đau khổ của mình. Mình niệm về cái gì thì cái đó sẽ lớn lên. Và thứ hai là mình bắt người kia phải làm cái thùng rác cho mình, rất là tội nghiệp cho họ. Những cái lúc mà ta có sự thăng bằng, nghĩa là không có bị những cái niềm nỗi khổ, niềm đau nó trấn người cũng, thì đi thiền hành rất bổ. Đi thiền hành tức là đi thực tập thiền đi rất là bổ dưỡng. Tại vì đi ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, thở được không khí trong lành, hai chân có cơ hội vận động, thì đi như vậy nó có tác dụng nuôi dưỡng, nuôi dưỡng và trị liệu rất hay. Và cái hạnh phúc mà ta đạt tới trong khi thiền đi đó, nó sẽ được sử dụng để mà chuyển hóa những cái đau khổ của chúng ta, những cái đau khổ mà nó đang nằm trong chiều sâu của tâm thức, nó chưa phát hiện, nhưng mà một ngày kia nó sẽ phát hiện. Vì vậy cho nên khi mà không có vấn đề, khi mà thở được, mỉm cười được, thì phải cố gắng đầu tư, thực tập, bòn vét công đức.
phải đi thiền hành, phải thực tập mỉm cười, phải thở, phải làm lớn lên cái vốn liếng hạnh phúc của mình. Thì khi mà những cái hạnh phúc đó mình đưa vào trong con người của mình thì nó sẽ được cất chứa ở trong cái đáy tâm thức của mình. Nó đã bắt đầu thực tập hành động để nó chuyển hóa những cái hạt giống đau khổ của mình. Và đến khi những cái hạt giống đau khổ đó nó cừa quậy thì mình đã có đủ năng lượng để chăm sóc nó. Chứ đừng có thấy rằng là mình xấu nổi mà mình cứ phây phây ra, không có hạ thủ công phu thì rất là uổng. Nếu mình sống một cách hời hợt, phây phây như vậy đó, thì đến khi những cái đau khổ nó dồn dập nó kéo tới, mình sẽ không có vốn liếng, sẽ không có tư lương để mình đối trị và sống qua được những cái thời gian khó khăn. Pháp môn tỏa sáng buổi ban mai, tĩnh tọa lòng an, miệng mỉm cười. Đó là cái bài kệ thiền tập buổi sáng. Pháp môn tỏa sáng buổi ban mai, tức là cái cánh cửa của chánh pháp nó đã mở rồi, và chúng ta phải đi vào trong cánh cửa đó, phải thực tập. Tính tỏa lòng an, miệng mỉm cười, đó là công phu hàng ngày của chúng ta. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, đi. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, tức là chúng ta có một ngày mới 24 giờ đồng hồ, và chúng ta sẽ đi đồng hồ đó. Và suốt cái chặng đường 24 giờ đồng hồ đó là chúng ta nuôi dưỡng cái sự tỉnh thức. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, nghĩa là chúng ta đi như một đức Bụt, đi ngang qua 24 giờ đồng hồ chúng ta, mà chúng ta đừng có đi ngang qua 24 giờ đó với tư cách của một con ma. Có những người sống âm thầm, cô đơn, thất niệm như là những con ma, đi ngang qua 24 giờ đồng hồ đó như những con ma, rất là uổng. Tại vì 24 giờ đồng hồ mà mỗi bữa sáng thức dậy mà ta có đó là một cái tặng phẩm rất lớn của sự sống. Trong chúng ta ai cũng được bình đẳng đó hết. Dù chúng ta quốc tịch nào thì khi thức dậy vào buổi sáng, chúng ta cũng được hiến tặng 24 giờ đồng hồ tinh khôi như bất cứ người nào khác, hoàn toàn bình đẳng. Và 24 giờ đồng hồ đó chúng ta có thể sử dụng một cách khôn ngoan hay là dại dột. Chúng ta có thể làm hư 24 tiếng đồng hồ đó, làm tiêu diệt nó luôn, hay là chúng ta biến 24 giờ đồng hồ đó thành ra 24 viên ngọc quý. Chúng ta để 24 giờ sai sử, chúng ta làm nô lệ cho phiền não, hay là chúng ta sai sử 24 giờ đồng hồ để làm cho 24 giờ đồng hồ đó là một chuỗi dài châu báu. Ngày mới nguyện đi trong định thức, đi đây tức là đi ngang qua 24 giờ đồng hồ. Thì buổi sáng khi mà quý vị ngồi xuống tòa cụ là quý vị nhớ rằng mình là con của Đức Thế Tôn, mình là con của Đức Điều Ngự, mình đang tập sống theo cái hạnh của một bậc giác ngộ. Ngồi như thế này để thấy rõ ràng rằng mình có một quyết tâm sử dụng 24 giờ đồng hồ này một cách rất là khéo léo, để cho sự sống có mặt, để cho hạnh phúc có mặt, để cho trí tuệ và từ bi có mặt. Đó là sự quyết tâm. Và khi mình điều phục hơi thở vào, hơi thở ra thì mình biết là mình đang làm gì. Chứ không có lý mình ngồi là để cho cái thời giờ nó đi qua, để rồi đi ăn sáng. Như vậy thì hơi uổng. Cái thời giờ ngồi thiền sáng, ngồi và để cho nó đi qua để tới giờ ăn sáng thì rất là rầu. Rồi trong khi ăn sáng, mình đã ăn sáng cho xong rồi còn phải đi làm cái này nữa, thì là ngồi thiền cũng thành ra một cái sự uổng phí, mà ăn sáng cũng thành ra một sự uổng phí.
Rồi rốt cuộc 24 giờ không có giờ nào ở trong ngày là hạnh phúc cả. Và chúng ta làm việc khổ sai chung thân. Tại ngày nào cũng phải ngồi thiền hết, ngày nào cũng phải ăn sáng hết, ngày nào cũng phải nghe pháp thoại hết, ngày nào cũng phải pháp đàm hết, ngày nào cũng phải thiền trà hết, ngày nào cũng phải nấu cơm. Và như vậy là khổ sai chung thân với gì nữa. Nhưng mà nếu có chánh niệm đi theo và chúng ta đi qua 24 giờ với cái ánh đuốc của sự tỉnh thức chánh niệm, thì 24 giờ đó là một tặng phẩm rất lớn lao của đất trời. Ngày mới ngưỡng đi trong tỉnh thức là có nghĩa như vậy. Và soi sáng cho mình đã có mặt trời của chánh niệm. Mặt trời chánh niệm rọi muôn nơi, mỗi bước chân của mình đều được soi sáng hết. Yeah.